Anh, em ra quay mấy cô gái này tí. Mình diễn xong rồi anh. Trong quỹ à? Dạ. Đây các bạn ạ, ở huyện thì cũng có tổ chức cái cuộc thi gọi là trang phục với lại văn nghệ. Mấy chị này là diễn xong chưa chị? Diễn xong rồi. À xong rồi à? Đoàn mình là ở xã nào đấy chị? Mình ở xã Khoe Non ạ. À ở Khoe Non à? À chỗ anh Dũng đúng không? Vâng đúng rồi ạ. Trang quyết Trần Huỳnh nhá. Dạ em tên Huỳnh. Trần Huỳnh nhá. Đấy chuyên đi Trần Huỳnh Lai Trung. Nói chung à? Đấy các bạn thấy không? Các cô gái than duyên quá xinh luôn. Hôm nay được hóa trang thành ở ở xã mình là có dân tộc Thái này, Mông này, Khơm Mú này. Còn chị là cái này là bộ trang phục cưới của người Thái à? À trang phục cưới người Thái à? À, ở mình là Thái, có cả Thái đen, Thái trắng đúng không chị? Vâng đúng rồi. À, đây các bạn xem. Tiếp đi cả nhà. Anh chị này xinh chưa? Ấy, nhìn như Tây ấy. Thì là rất trọng không mũ đấy. Em không mũ đấy ạ. À, chị này không mũ à? Em không mũ đấy ạ. Không mũ thật luôn đấy ạ. Chị tên là gì? Chị gái của Hoàng Thị Lả. Em tên là Hoàng Thị Thảo ạ. À, thế là cùng họ với Hoàng Thị Lả đấy ạ. Vâng ạ. Chị gái hay em gái? Em gái, em gái của Hoàng Thị Lả. Em gái à? Ừ, em gái thì là em thôi. Đấy, hôm nay về xem Trần Huỳnh là có... Thế là cô gái này bao nhiêu tuổi rồi? Em bao nhiêu tuổi rồi? Chị gái. Thảo bao tuổi rồi? 98. Em sinh năm 98 ạ. À, lấy chồng chưa? Chưa, em chưa ạ. À, chưa các bạn nhá. Đấy. 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 Đấy các bạn. Ôi xin anh chị nhá, em vào trong tí. Dạ vâng. Đây bây giờ thì mình sẽ gọi người vào xem một số cái tiết mục văn nghệ cũng như là trang phục truyền thống của bà con các bạn nhá. Đây chào anh nhá. Chào các bạn nhá, chào mọi người nhá. Anh em ạ, nói nhỏ thôi tí nhá. Hôm nay mình cũng sẽ đi quay gọi là một series gái xinh các bạn xem luôn. Đây này. Cái cô bé này này. Em là ở xã nào đây? Hả? Xã Phúc Thàn á? Em tên là gì? Em tên Hoa. Hoa? Hoa. 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 À em Hoa các bạn ạ. Em là bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Em 16 ạ. 16 á? Ui mà nhìn em cao hơn cả anh luôn mà không đi walk luôn. Các bạn. Đây, con gái than duyên này rất là xinh luôn. Thế còn là con em này? Thảo đây. Em ạ, em tên Nhi ạ. Nhi á? Em ở Mường Than à? Vâng. Thế cũng 17 16 tuổi à? Vâng. Đây. Thế còn cô gái Mông là thì sao? Dạ. Dạ. Em 16 tuổi. Em 16 tuổi á? Mình đây. Ở đây toàn 16 hết nhỉ? Ơ. Còn cô gái này nữa. Cô này hát hay lắm các bạn ạ. Vừa xong các bạn xem đấy. Ai chị bày tức tỏ nọng em à? Em một chồng hai con xinh gái trước nhà. Nhưng mà nếu như mà anh hát nhá là cái câu cuối ấy phải là ai à, anh nếu như mà anh hát ấy thì anh sẽ hát là anh có theo em về làm rể than duyên không đó bạn ơi. Đó đấy, than duyên tối có tham gia vòng xòe chứ? Tối nay có vòng xòe à? Em có trong đội xòe không hay là em không ạ? Không à? À. Vâng. Tí để hưởng ứng công chào tí. Cô bé hát hay thật. Đây các bạn là đội Mường Than các bạn nhá. Đây. Em Thoa này các bạn này. Nhà Thoa có gần đây không? Không ạ. Ở nhà em ở đâu? Em ở Mường Than. Nhưng mà ở chỗ nào chứ? Đi lên chụp ảnh đi. Ở bản Mường á? Vâng. Thế là em cũng là người Thái xịn đấy nhỉ? Vâng ạ. Thế á? Em đang học ở đâu? Em học đội 9 ạ. Học ở đội 9 à? Vâng. Đấy các bạn là em Thoa anh em ạ. Tối nay có đi cháy phố không nhỉ? Em không, em đi cháy á. Thế em có đi xòe không? Em không ạ. Không á? Em ở nhà học. Ở nhà học á? Vâng. Ui thôi mai nghỉ lễ rồi thì đi chơi thôi. Anh em nhá, em Thoa này chưa người yêu này. Các bạn có cần info thì bình luận ở dưới comment các bạn nhá. Đấy. Tí đã chụp ảnh anh chụp cho. Vâng. Đấy mọi người vào đi anh chụp cho. Đấy anh chụp tí anh gửi cho. Cái bé nó tối nay em có làm gì không? Không là bọn anh mời em đi uống rượu nhỉ? Em không. Không à? Thế tối đi uống rượu nhỉ? Tối đi giao lưu được không? Ok, thì tối nay mời em giao lưu cùng anh nhá. Tối nay anh mời em ăn thằng cố nhá. Em cùng vợ anh và bạn anh. Phải nói chuẩn như thế các bạn ạ. Không là vợ mình cũng hay gọi là hơi gọi là phải rõ ràng thế đi làm cho bạn biết chứ không phải là bảo là ông Huỳnh này cứ linh tinh thì chết. Anh tên là Huỳnh, cảm ơn em. Đây em đứng ở đây xem nào. Đây các bạn này, nhìn thấy không? Đúng là con gái than duyên quá xinh luôn.
em ạ. Phải săn bắn em xấu hay không? Không xinh. Đây. Hôm nay lại vô tình gặp được người đẹp mà Thanh Nguyên lại cũng trong cuộc thi gọi là văn nghệ cũng như là trang phục của bà con Thanh Nguyên trong dịp Độc Lập. Không biết là cảm xúc của là bây giờ như thế nào nhỉ? Mệt. Nhưng mệt. Mà anh thấy khá bất ngờ khi mà em lại có mặt trong buổi hôm nay đấy. Thế là bây giờ là vẫn ở Lai Châu? Em vẫn ở Lai Châu anh ạ. Vẫn ở quê, vẫn ở làng cá. Hôm nay là bọn em đại diện cho bên xã Mường Kim Thi. Nhưng mà anh thấy khá bất ngờ, thấy gọi là em cũng gọi là khá là gọi là nhiệt tình ấy, cái bạn này. Thầy con ở quê hương về quê góp sức quê hương ấy. Cảm thấy rất là vui khi mà em vẫn ở Lai Châu, vẫn có mặt trong cái gọi là ngày Tết của địa phương mình. Yên tâm mà em ở đây hết Tết, bây giờ hết Tết về. Tí nữa là có tham gia vòng xòe chứ? Dạ. Em có tham gia vào vòng xòe chứ? Có anh ạ. Được. Vâng. Đấy. Mai là tối là bọn em diễn khai mạc á. Thì anh ở đây đến mùng 4 rồi mà. Vẫn vào làng cá em chơi, vẫn vào thăm gia đình em, uống rượu nữa, nhảy sập sàn nữa. Đây các bạn. Nói chung là gặp lạ thì cảm xúc thì vẫn thế thôi. Vẫn thấy hâm mộ và vẫn thấy cái gì đấy gọi là trời ngại lắm. Đây. Vừa xong anh cũng quay rồi, tí đây sẽ giới thiệu luôn cho mọi người xem cái tiết mục của em cũng như là của đoàn mình. Thì đấy các bạn nhá. Giới thiệu với các bạn nhá, đây là Hoàng Thị Lã, cô gái người không mũ. Xin chào tất cả mọi người. Ở nhà em có làng cá thứ thì nếu mà anh có dịp thì xuống Thanh Nguyên thì nhớ ghé qua thẩm phé. Đúng rồi, đặc biệt là dịp Tết Độc Lập này mọi người ha. Đó các bạn ạ, đây là mình vẫn gọi là hoa hậu ở Lai Châu đấy. Người đẹp Thanh Nguyên. Ôi, mấy em này là người dân tộc gì đấy? Dân tộc Dao. Dao á? Em ở xã nào đấy? Em ở xã Phúc Than ạ. Ở Phúc Than à? Vâng. Anh đầu tiên nghe ở Phúc Than có người Dao. Vì có mỗi một xã có người Dao. Ở có một xã có người Dao đúng không? Em tên là gì? Em tên là Duyên ạ. Duyên á? Vâng. Em bao tuổi rồi? Em 18. Em đã biểu diễn chưa? Chưa. Anh cho anh xem trang phục em tí nhá. Đây là bạc thật hay là bạc ấy đấy. Thật nhở? Nhìn nặng đi. Cái này khoảng tầm bao nhiêu tiền? Dạ, tầm 300, hơn 300. À, hơn 300. Nhưng mà anh thấy nặng nhỉ? Nó nhiều. Đây cũng là trang phục truyền thống đúng không? Dạ vâng. Đấy các bạn không? Cô gái người Dao ạ. Ý giời ơi. Và ít thời chiếm.